Xin được chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải Mã Tình Yêu. Quý vị thân mến, Giải Mã Tình Yêu là một chương trình mà chắc chắn sẽ đem lại rất là nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau, những điều bất ngờ, khó đoán. Và những điều đó thường là sẽ hay đến từ những câu chuyện của chính quái xinh đẹp ở đây. Và chào các bạn đã cùng chào đón chính quái của chúng ta. Và bên cạnh đó là hai chàng trai sẽ luôn luôn đưa ra lời phản biện của mình để bảo vệ cánh mày râu, đó chính là GA Nguyễn và B-Max. Và ngày hôm nay sẽ có một sự xuất hiện của một chàng soái ca, có lẽ là cái điều lạ nhất từ trước tới bây giờ của chương trình Giải Mã Tình Yêu. Bởi vì anh này là không làm việc trong giới nghệ thuật, không chỉ là đẹp thôi mà còn rất tài năng nữa, và là cơ trưởng trẻ nhất của Việt Nam. Một tràng pháo tay để cùng chào đón cơ trưởng Quang Đạt. Xin chào Đạt. Chào bạn. Hôm nay Đạt đến với chương trình, khi mà đứng trước chín cô gái xinh đẹp như thế này, Đạt cảm thấy như thế nào? Mình thấy hơi hồi hộp vì trước khi đến tham gia thì cũng có xem chương trình rồi, và thấy các bạn nay ngoài còn xinh xắn hơn là ở trên YouTube. Nhưng mà Đạt có chuẩn bị tinh thần chưa? Bởi vì đến với chương trình này thì thường là sẽ chia thành hai phe, và các cô gái sẽ luôn luôn đưa ra những cái luận điểm riêng của mình để mà chặt chém cánh mày râu. Không sao, nhưng mà hôm nay cũng có hai đồng đội ở đây thì mình nghĩ là mình sẽ ok thôi. Nhưng mà hy vọng là mình là ma mới nên là các bạn đừng bắt nạt mình nhá. Nhiều người cũng nghĩ giống Đạt rồi và nhiều cũng thất vọng ra về rồi. Nói chứ cảm ơn Đạt rất nhiều đã tham gia chương trình. Mời Đạt qua đây ạ. Rồi. Người mới nhẹ tay thôi nhá. Và ngày hôm nay chủ đề của chúng ta có người thì sẽ rất là thoải mái khi đến với chủ đề này, nhưng có người sẽ chắc chắn là gặp rất là nhiều những câu chuyện thú vị xung quanh chủ đề này, đó chính là lần đầu đưa người ấy về ra mắt phụ huynh. Không biết ở đây có bao nhiêu người đã từng dắt người yêu của mình về ra mắt phụ huynh rồi ạ? Bao nhiêu người ạ? Mình là chưa nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nhã chưa luôn? Chưa bao giờ. Còn bên đây, các chàng trai? Đạt chưa luôn? Chưa bao giờ. Ủa nhưng mà sao thấy là Đạt công khai là có người yêu ở trên mạng rồi mà? Nhưng mà tại vì mình chưa dẫn về thôi. À, là coi như là bố mẹ có biết nhưng mà là chưa gặp mặt trực tiếp đúng không? Đúng rồi. Thôi thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với câu chuyện của các cô gái để xem rằng khi gặp gỡ phụ huynh thì có điều gì sẽ xảy ra. Câu chuyện đầu tiên, đi chơi với người yêu, khoác bừa một bộ đồ ra mắt nhà người yêu, làm rối tung cả tủ đồ. Ý là bình thường đi chơi thì coi như cái gì mặc đại quơ đại mà, nhưng mà khi mà đến ra mắt nhà người yêu là coi không biết chọn cái gì. Xin chào mọi người, mình là Đàm Phương Linh. Và đây là một trường hợp mà khi mà mình dẫn bạn về ra mắt phụ huynh. Một hôm mình nói là qua nhà gặp ba mẹ, nói chuyện cho biết mặt. Thì kiểu sướng lắm, kiểu như là thấy bạn gái của mình mà như vậy thì có nghĩa là rất là nghiêm túc với mối quan hệ này. Tưởng là tự tin lắm, ngay đồng ý ngay. Nhưng mà đến cái hôm mà chuẩn bị ra mắt á, trước giờ đó thì em ơi mặc đồ bộ này được không, em ơi cái áo này được không, em ơi mẹ em thích phong cách gì, anh thay cái áo này nhé. Em thích màu này được không? Bình thường làm gì mà có hỏi thì đâu, là cứ thích trai đó đúng không? Đúng rồi, thích bộ nào là mặc bộ đó, cũng tại bình thường cũng chỉnh chu, nhưng mà ý là bình thường cũng chả thèm hỏi rồi đâu. Tại em thường hay nói chuyện thì là mẹ em cũng là một người khó tính, để ý về chuyện lễ phép cũng như là ăn mặc chỉnh chu các kiểu. Nên là tự nhiên bình thường thì tự tin lắm, tự nhiên hôm nay lại hỏi như vậy rồi hồi hộp bối rối các kiểu. Mà đến lúc mà đến nhà em chơi rồi hả, ở ngoài thì hoạt bát rồi kiểu hiên ngang lắm. Vào nhà cái khép nép như là con gái. Dạ thưa cô, con cũng nói chuyện vậy đó. Bạn nào cũng vậy. Phải không chị? Em bị bắt là dạ vậy không? Bạn nào cũng vậy. Các bạn nam thấy như thế nào? Có thấy quen không ạ? Quen. Đa phần như Bi cũng vậy, Bi vô nhà bạn gái, gặp ba mẹ bạn gái chào là xong là ngồi im luôn. Nhiều khi mà bác gái kiểu đứng lên đi rồi mới dám đi, chứ còn không là cứ ngồi im. Dạ, ai nói gì dạ. Đạt thấy như thế nào? Thật ra thì chưa có cơ hội được về ra mắt ai cả, nhưng mà cái chuyện đấy bản thân mình nghĩ đến là mình đã thấy sợ rồi. Sợ. Hoang mang chứ đúng không? Còn sợ đó. Nhưng mà lúc mình được, nếu mà giả dụ đi, nếu như mà được bạn gái nói rằng là em sẽ dắt anh về ra gặp bố mẹ em, thì lúc đó là có vui sướng không? Tim đập là bạn đương nhiên rồi, vui thì tim thì chắc là đập cũng mạnh đấy, nhưng mà cũng hơi sợ. Mẹ thì chắc là không sợ lắm, con trai thì thường là cũng dễ lấy lòng mẹ hơn. Còn bố thì không có những tao, em không tao có những tao.
Thì đây người ta hay nói mà gái là người tình kiếm trước của bố mà. Đúng rồi. Cho nên mà mình cảm thấy là trời, tự nhiên bây giờ ra mắt người tình hả? Khó chịu lắm, gặp sợ lắm luôn á. Các bạn nữ, nếu như bây giờ các bạn nam bảo lúc đó là cảm thấy bị căng thẳng quá, các bạn nữ có cách nào để mà giúp cho các bạn nam có thể cảm thấy thoải mái hơn không? Em nghĩ là chắc là dùng lời nói thôi. Em nghĩ nói là sao nói? Có ba mẹ ở đó sao nói? Ba ủa, có ba, có mặt ba, ba mẹ luôn hả? Trời ơi, ba mẹ mới đầu béo chứ ba mẹ thoải mái rồi. Tại vì á, em xin lỗi nha, tại vì anh phải đừng khoan đã. Cho em nói, em tại vì nãy giờ em nghĩ là tại vì em rất là hay xem phim Hàn Quốc thì là thường là ba mẹ và bạn gái ngồi đây thì bạn trai sẽ ngồi đối diện chứ ít khi nào mình ngồi cùng á. Thì em nghĩ là nè, nước nè anh uống đi rồi, hoặc là như thế nào đó, em sẽ lòn tay ở dưới nắm tay bạn trai. Ủa em ngồi đối diện mà sao em lòn được đấy đâu vậy? Lòn được đấy, em lòn được, em mấy gì đâu cả, em lòn được. Lỡ em lòn chúng cái gì sao? Lòn tay kìa. Đấy là một chân. Nếu mà với em mà nếu mà thấy bạn trai mình căng thẳng trong lần đầu về ra mắt thế thì chắc là em sẽ là người bắt đầu câu chuyện trước. Hoặc là kiếm cái gì đấy vui vui ngồi kể chuyện với bố mẹ để cho cái không khí nó bớt căng thẳng hơn. Nói chung là anh cảm thấy vẫn lo lắng lắm. Thì kiểu như bước vô. Tùy mỗi nhà mỗi cảnh. Đúng chứ rồi đó. Nhà của Miko mà trước mặt ba mẹ thì Miko không được thể hiện bất kỳ một cái thân gần gũi thân thiết nào với người bạn trai hết. Nó sẽ làm cho ba mẹ Miko, nhất là ba Miko sẽ nổi điên. Quánh giá người kia luôn đúng không? Đó cho nên là khó. Dựa đầu hay là đụng chạm nó, tránh ra, ngồi tránh ra, không có cái kiểu mà ngồi thí dụ như trong họ của nhà Miko đó mà có cô gái về ra mắt của gia đình bên nhà ngoại thì cổ cũng ngồi, cổ để tay lên đùi vậy. Cái đây là rất là bình thường của người con gái đúng không? Bị ghét, nguyên họ ghét luôn. Trời đất. Kiểu là phải lúc nào cũng phải tránh ra, ngồi không có nam nữ thụ thụ bất thân, không có được thể hiện. Và để nhà ngồi luôn, ngồi nữa. Và để cho cái người yêu á không bị căng thẳng thì tốt nhất là mình nên nói về cái nhà của mình trước cho người ta nghe rồi. Người ta đã phải chuẩn bị trước khi người ta bước vào nhà. Chứ bước vào rồi là lâm trận rồi, là chỉ có chiến đấu thôi chứ là không còn nói gì được nữa. Ghê, lát hồi chúng ta sẽ nói tiếp, chúng ta sẽ có bàn luận tiếp về cái chuyện là chúng ta sẽ làm tâm lý như thế nào các bạn nam có thể đỡ hơn. Bây giờ tiếp tục nè. Ba ơi, làm với con vài ly. Có ai dám bước vô nhà mà vừa gặp anh giơ tay đúng không? Đúng rồi, anh thấy là có rượu vào thì nó dễ nói hơn ấy. Mình thấy là các ông bố là hay lấy rượu ra mời hơn á. À, cái này phải đợi người ta hay mời là, hay là đây không? Là kiểu các ông bố ở Hà Nội thì hay thế. Hay là thôi đây bác với cháu uống một ly gì đó. Cho dễ ra. Nhưng mà chính ra là như vậy là dễ, là đỡ căng thẳng hơn á. Nhiều khi xến quá cái lắc hỏi cái em nói anh nghe. Thế đi. Không vậy thì từ câu chuyện của Bi Xoan. Nãy giờ tụi mình thì câu chuyện này thì tóm gọn lại nó đã ý vậy thôi, nhưng mà câu chuyện đầy đủ nó hơi khác một tí. Vấn đề là gia đình của nhà Miko rất là dễ, hơi ngược lại với nhà chị Miko là mẹ lúc nào cũng hỏi sao người yêu đâu, dẫn về coi, không có người yêu tầm tuổi này làm không yêu là vấn đề tâm sinh lý bị cái gì. Cho nên là lúc nào mà có người yêu cái là cũng phải sẵn sàng là chạy về dắt đây người yêu của con. Mà ba mẹ ở nhà rất là thoải mái, rất là chào đón, cho đến nhà tiếp đón như là con cháu trong nhà, thậm chí là đi chơi đi ăn uống còn xếp chỗ hai đứa này hai đứa đây ngồi chung, hay là hai đứa có muốn không gian riêng không để ba mẹ gọi cho cái bàn riêng ra ngoài ngồi nói chuyện ăn uống luôn. Thì lúc đó mới quen thôi, cái xong anh ấy mới nói rằng là bữa nào cái gì để anh mời ba em đi nhậu một bữa để làm quen đó. Xong mà em thấy trời ơi ưng quá, mà bây giờ cũng thích đi uống, cái mà ba mới sao cũng hay đi nhậu nữa. Từ trước giờ đâu có dám ai dám nói gì đâu. Em nghe xong kêu cá tính em mừng. Sao bây giờ em kể cho ba em nghe, ba con mới quen anh này mà giờ hả anh này cũng được lắm, cũng nói chuyện được lắm, hay là bây giờ hả anh mời ba ra ngoài cái quán nhậu nào đó xong rồi cùng uống xong rồi làm quen nói chuyện nhau không. Tưởng là ba dễ, nhưng mà tới lúc đó một cái trời ơi đánh cái mặt lại liền, xong đang ăn cơm bỏ cái đũa xuống, con cái nhà ai mà cứ nhậu nhẹt hoài. Nhưng mà chưa hết, xong để xuống bắt đầu ngồi khoanh tay, mà mình nhìn mình thấy rất là căng thẳng, nó chết rồi, không lẽ tự nhiên giờ ba mình lớn tuổi ba mình đổi ý. Xong ba bây giờ hẹn nó ra cái chỗ nhà hàng ABC đó, tại chỗ đó ba hay ngồi chỗ đó, đồ ăn hải sản tươi mà nó phục vụ rất tốt. Nói xong mặt trở lại bình thường ăn tiếp. Lâu lâu ba lại thấy nguy hiểm vậy thôi. Quên chứ như vậy. Nhưng mà thấy rõ ràng là phải có cảm tình thì mới như vậy đúng không? Tại vì có cảm tình thì mới rủ đi nhậu chứ. Ở nhà thì ba Miso là rất là thoải mái, là cũng muốn biết người kia chứ không có cấm đoán chuyện gì hết. Nhưng mà rất tiếc là anh này vẫn chưa được ra mắt, vẫn chưa được đi nhậu với ba Miso lần nào hết. Bây giờ hỏi các soái ca nè, nếu như một ngày nào đó tự nhiên bận nhận một cú điện thoại
mà giọng bên kia là đường dây của người đàn ông gọi. Hiểu rằng là có phải là chị hay không, anh có phải bạn trai của bé này không? Đúng rồi. Lộn số hả? Sao kỳ vậy? Thì đầu tiên mình đang bất ngờ mà. Dạ lộn số chú ơi, cúp máy lại thôi, suy nghĩ tĩnh tâm. Đây lỡ cái trường hợp nó qua luôn, cơ hội nó qua rồi. Hồi lát rồi không bắt máy nữa. Rồi xong luôn. Vậy thì xong luôn. Nếu mà bây giờ mà phụ huynh gọi mà các bạn có dám ra không? Phụ huynh phía bên kia hôm nay giờ gọi không ra. Ra chứ. Ra chứ. Phụ huynh gọi là ra đó. Trời. Không thể từ chối được, ai lại dám từ chối. Đúng rồi. Thế thì sẽ mất lòng. Từ chối xong là đi luôn á, đi bụi luôn á. Rồi, câu chuyện tiếp theo. Chị ơi, em và anh hai ăn mệt lắm rồi. Kim Nhã. Ừ, Nhã thì là chưa bao giờ Nhã đưa ai về nhà hết. Tại vì thứ nhất là gia đình Nhã không phải ở thành phố. Và thứ hai nữa là mọi người thường nói là nếu như mà vượt qua được cái ải của Nhã là vượt qua được gia đình rồi đó. Tại vì Nhã khó tính hơn ở nhà nữa. Cho nên là Nhã chỉ có qua nhà bạn kia thôi. Thì cái câu chuyện này thì kiểu bị ấn tượng mà bởi vì cảm thấy gia đình quá dễ thương á. Nhã rất là thích. Tại vì khi mà qua bên đó thì ba mẹ của bạn á tiếp nhận mình rất là nồng nhiệt. Kiểu là ăn uống rồi chơi cái gì cũng để ý hết á. Quan trọng hơn nữa là không có hỏi đâu, để ý sẽ để ý là bé Nhã thích ăn cái gì ha. Sau rồi Nhã thích ăn cái này nè, là ngày hôm sau mẹ bạn ấy sẽ đi mua hết cho nhiều cái món đó, nhất và nhét đầy tủ lạnh luôn. Một hai lần thì Nhã không biết, nhưng mà vài lần sau thì kiểu giống như cái cô em của bạn đó khều khều: chị Nhã ơi, em với anh hai ăn nhiều lắm rồi, chị đừng có nói chị thích món này nữa. Khi mà nói như vậy thì Nhã mới để ý, nhưng mở tủ lạnh ra đúng là cái món này ở trong tủ lạnh nhiều thiệt. Tức là mẹ để ý là Nhã thích ăn cái gì thì mẹ sẽ mua cái món đó nhét đầy tủ lạnh luôn. Cái đó thì cũng hơi giống câu chuyện của mình. Tức là thực ra thì bạn gái thì không ở Sài Gòn, thì lần nào mà bạn gái đi về quê chẳng hạn thì lúc mà quay lại Sài Gòn thì cũng thấy là mang toàn đồ ăn thịt này, hải sản này, mặc dù là bạn gái thì không thích ăn đồ thịt và hải sản nhưng mà lúc nào cũng mang về rất là nhiều. Hóa ra là bởi vì mẹ biết là mình thích ăn thịt nên là lần nào cũng gửi cho rất là nhiều đồ ăn. Quên luôn con luôn, quên luôn con ruột. Con ruột đâu quan tâm đâu, con ruột đâu thích ăn thịt đâu, bắt mang vào. Coi như là có những cái phụ huynh rất là tâm lý, là coi như là nếu như biết là đây là cái người mà con mình thương thì mình sẽ chăm người đó như là con luôn, để con mình thoải mái nhất. Rồi, ok, câu chuyện tiếp theo. Từ lâu ai cũng tin chúng ta như hai chị em. Từ lâu ai cũng xem chúng ta như hai bạn thân. Tôi bạn thân. Bạn đâu bạn thân. Ồ, wow, câu chuyện này của ai vậy? Sao tự nhiên đang quen xong làm chị em luôn vậy? Chắc bố mẹ tưởng à? Mai Bích Trâm. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Mai Bích Trâm và câu chuyện vừa rồi là câu chuyện của em. Thật sự là mẹ em không thích tụ tập, nên là em cũng biết điều đó, mẹ em cũng khó, nên là em ít mời bạn về nhà chơi lắm. Tại vì có chơi thì chơi ở ngoài thôi. Thì hôm đấy thì em với bạn của em có hẹn đi xem phim ở trong một cái trung tâm thương mại. Thì trước khi mà cái giờ xem phim á thì em với bạn em là xuống lầu để đi ăn. Đang đi lơn tơn, hai đứa đang bông đùa bên nhau, đang kiểu kiểu giỡn á. Cái xong tự nhiên em quay qua cái em thấy, ủa mẹ kìa, là mẹ em với lại bạn của mẹ đang đi mua đồ trong đấy. Cái đẩy ra liền, không nói gì đâu. Mẹ cũng đi đâu đây? Thì em mới nói là dạ hôm nay con có hẹn với lại nhóm bạn đi xem phim. Xong rồi thì mẹ cũng thôi con đi chơi đi rồi về sớm. Em biết thế là tối về cũng thế là đúng y chang. Xem xong cái tối về cái mẹ hỏi là thằng đó là ai? Tại sao hồi nãy hai đứa dính với nhau như vậy? Mẹ mới nói là phải là bạn trai không? Đang quen phải không? Cái em mới nói là dạ không phải, cái đó là bạn chung lớp với con thôi. Tại vì bạn này á là như vậy là nên là con đi chơi cùng con giỡn như vậy á, chứ thật sự là chả có gì đâu, tụi con trong sáng. Cái mẹ nói cái gì kỳ vậy? Ủa nếu mà nó không vậy sao mà đẹp trai rồi sao mà lực lưỡng dữ vậy, sao bây giờ kín vậy? Cái em mới nói là dạ thì thôi kệ nó đi, tại vì tụi con là bạn với nhau nên không bình thường thôi. Bạn đó với mấy bạn nữ khác ai cũng như vậy thôi. Trong cái thời điểm đó là lúc đó đang học cấp 3 thì em có nói với bạn đó là em lỡ nói như vậy nha, nhưng mà anh đừng giận nha, tại vì mẹ em khó lắm nhưng mà bây giờ em không có dám nói thật như vậy á. Thì bạn nó cũng không có giận, thì bạn nó chỉ cười thôi, kiểu là mắc cười á. Ủa tại sao phải nói như vậy, mắc cười thôi. Rồi giờ mẹ của Trâm biết chưa?
mẹ biết, mẹ nói hay quá ha, kiểu là nói xạo mẹ này nọ đó. Thì mẹ nói là có. Ủa em đóng vai mẹ chồng hả? Nên bây giờ vẫn không dẫn một chàng trai nào về nhà luôn. Suốt trong quá trình từ đó tới giờ mà không lẽ không mẹ không hỏi về bạn trai hay sao? Có hỏi chứ, mẹ đã từng nghi ngờ giới tính của em. Là vì tại sao không có bạn trai? Tại sao dễ thương như vậy không có bạn trai? Ừ. Có phải là... Cậu dễ thương mẹ có nói không? Cậu dễ thương mẹ có nói không? Con gái của mẹ mà... Em cũng vậy nữa. Lúc mẹ hỏi, ủa sao không có người... Mặc dù lúc đó, dù em có người yêu hay không, em cũng không bao giờ để cho mẹ em biết hết á. Mà mẹ em cũng không biết được. Xong mẹ hỏi là rồi mày sao, mày ý là sao giờ, ý có thích ai không, gặn gặn con không thích ai hết á, kêu là có thích con trai không nhỉ? Kiểu như là kiểu hỏi mất một cách rất tự nhiên để mình đừng có ngại. Ờ rồi con thích con trai không vậy, kiểu giận giận em kêu không biết nữa, kiểu cứ vậy luôn á. Cái xong kêu ủa không có thằng nào thích con. Ồ không có thằng nào thích con luôn á mẹ. Cái xong mẹ em buồn thiệt sự luôn nha, mẹ em buồn thiệt luôn. Mẹ nói ủa sao vậy con, hay là con nói chuyện vô duyên quá hay sao? Không, em nói là không, tại con lùn á. Cái xong thì mẹ em mặt rất nghiêm trọng luôn nha. Trời ơi lùn quá sao, con gái lùn mới trẻ lâu dễ thương cái gì đâu mà đứa nào chê lùn. Xong rồi thôi con nghe người ta nói vậy con biết cái... Rồi cuối cùng không đứa nào thích con thiệt à. Trời tôi thấy phụ nữ hoang mang quá luôn á. Coi như là chỉ vì bảo vệ bản thân mình là bất chấp người yêu như thế nào luôn. Rồi câu chuyện tiếp theo nè.